Chào các con. Cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo ở trang 26. Ở bài hôm nay thì chúng ta chỉ hoàn toàn học về phần lý thuyết thôi. Cô sẽ giải thích cho các con các ký hiệu nhé. Rest, đây là dấu lặng. Dấu lặng là những ký hiệu để cho mình ngắt tiếng đàn hay là ngắt âm thanh. Và mỗi loại nốt thì sẽ có những cái dấu lặng có giá trị phách tương ứng. Bây giờ thì cô sẽ giới thiệu cho các con dấu lặng đầu tiên nhé. Hold rest, đây là dấu lặng tròn, được viết ở sát với dòng kẻ thứ tư. Và dấu lặng này sẽ có nghỉ số phách và cả một ô nhịp. Dấu lặng thứ hai là half rest, đây là dấu lặng trắng, được viết ở sát dòng ba. Khi chơi đến cái dấu lặng này, chúng ta sẽ ngắt tiếng và chúng ta sẽ nghỉ hai phách nhé. Ở dấu lặng này là quarter rest, đây là dấu lặng đen, thì chúng ta sẽ ngắt và nghỉ một phách. Bây giờ ở phần đóng khung này, người ta có nói rằng là mình hãy vẽ vạch nhịp cho cái đoạn nhạc được chỉ dẫn này. Và số phách thì sẽ tương ứng với lại số của dấu lặng. Chính vì vậy là chúng ta hãy quan sát về chỉ số báo nhịp và chúng ta vạch nhịp cho đúng nhé. Ví dụ nhịp 44 chẳng hạn, thì các con sẽ chỉ cần một dấu lặng tròn là đủ một ô nhịp là chúng ta sẽ vạch nhịp thôi. Còn ở đây có hai dấu lặng trắng, thì mỗi dấu lặng trắng này có hai phách. Như vậy chúng ta sẽ phải 2 cộng 2 đủ 4 thì chúng ta sẽ vạch nhịp. Và tương tự phía đằng sau. Thế thì bây giờ thì cô sẽ phân biệt cho các con các tên gọi dấu lặng trong phần đóng khung này nhé. Lặng tròn, hai dấu lặng trắng, có 5 dấu lặng đen, có một dấu lặng trắng và một dấu lặng đen. Đấy là nhịp 44. Ở nhịp 34 này chúng ta sẽ có dấu lặng đầu tiên là dấu lặng trắng, lặng đen, lặng tròn, lặng đen, lặng trắng và ba dấu lặng đen. Thế thì ở nhịp 34 có một dấu lặng tròn, thì dấu lặng tròn này cũng nghỉ cả một ô nhịp, thì chúng ta cũng để ý khi mà chúng ta viết vạch nhịp nhé. Nghỉ cả một ô tức là nghỉ ba phách. Đó là phần hướng dẫn của cô đối với bài dấu lặng. Hẹn gặp các con ở bài học tiếp theo.